Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Hỗ Trợ Giặt Là nhé. Trong video này mình sẽ giới thiệu tới tất cả mọi người cách xử lý đồ áo da đơn giản mà hiệu quả nhất. Thì đây là một chiếc áo da nguyên bản mà khách hàng đã mang tới cho mình này, bao gồm và đồ màu bẩn này, cũng như là bị mốc này, tay áo này. Đấy. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người xử lý rất đơn giản này. Đầu tiên để xử lý được đồ da thì chúng ta cần phải làm sạch bề mặt da đúng không ạ? Thì đây, mình những cái đồ mà nó bụi bẩn như này thì chúng ta sẽ sử dụng những chiếc khăn khô mọi người nhé, để tránh tình trạng chúng ta phủi bớt đi này, cái hàm lượng độ chất bẩn nó bớt đi này. Đấy, khi nó đỡ bẩn rồi này, khi mà nó đã phủi được đỡ bẩn đi rồi, sau đó là chúng ta sẽ sử dụng một chiếc khăn ướt, và có thấm nước. Thấm nước chúng ta sẽ lau trên bề mặt vải, bề mặt da, lau hết bề mặt ngoài đã, lau hết bề mặt da này để làm sạch đi bề mặt da. Chiếc áo da này của khách là đang dính vôi này, với lại bị mốc này. Đấy, thì có mang đến đơn vị để mình qua video này chia sẻ tới anh chị cách để xử lý đồ áo da đơn giản tại nhà và hiệu quả. Và những anh chị mới làm cũng như là mới bắt tay vào nghề giặt nà thì biết cách để xử lý những chiếc áo da mà khách hàng mang tới như thế này. Vâng, sau khi mà đã làm sạch bề mặt bằng vải khô rồi thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc khăn ướt bằng nước bình thường và lau trên bề mặt da để cho những cái vết mốc này, đấy, vết mốc và những vết cần phải tiếp xúc bởi nước thì mới có thể làm tan được cái vết bẩn này ra, thì chúng ta sẽ lau hết bề mặt da như thế này một lượt, lau hết bề mặt da như thế này một lượt bằng nước nguội này, nước ấm này. Mọi người lưu ý rằng sẽ lau đều và đảm bảo là sạch hết bề mặt da mọi người nhé, trước khi xử lý làm mới cũng như là giặt vào khâu giặt chính áo da ạ. Sau khi là em đã làm sạch bề mặt của áo da bên ngoài. Đấy, thì bây giờ em sẽ xử lý cái bên trong áo da này. Thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc khăn như thế này với nước nóng đó là tầm khoảng 80 độ. 80 độ chúng ta sẽ chà đi bề mặt bên trong. Thì cái nước nóng này nó sẽ có tác dụng đó là nó làm khử đi cái mùi quấn đi cái mùi hôi của cơ thể. Mùi hôi của cơ thể bên trong áo mọi người nhá. Mùi hôi có thể bên trong áo này, chúng ta sẽ lau hết bề mặt nội trái hết áo này nhé, là chúng lau lau hết một lượt này, lau hết một lượt bằng nước nóng anh chị nhé. Đấy, nước nóng đang còn bốc khói luôn này, nước nóng phải đảm bảo tầm 80 độ. Đấy, lau hết bề mặt đi, bề mặt bên trong áo này. Làm thử bớt cái mùi hôi của cơ thể, quấn theo mùi nước nóng này, quấn hết đi, chúng ta sử dụng nó bên trong này, xử lý chi tiết các điểm này. Đấy, chúng ta đã làm được, đã lau bẩn, xử lý hết mặt, phủi mặt da này, quấn bên trong này. Sau khi mà làm sạch rồi thì mình sẽ pha theo tỷ lệ của chất làm sạch áo da và giặt áo da chính này, với tỷ lệ nước nóng theo tỷ lệ 1:2, và chúng ta sẽ đánh phủ hết cái chất này lên bề mặt da bằng khăn mềm mọi người nhé. Chúng ta phủ hết lên bề mặt da một lượt như thế, từ tay áo cho tới các điểm của bề mặt áo da này, chỗ nào có da thì chúng ta chà đều hết lên.
Sau khi mà đã phủ đều lên bề mặt áo da một lớp chất để làm sạch áo da và làm bong, làm sạch đồ da, làm khử tất cả, đánh tan những vết bẩn bám trên bề mặt da, thì chúng ta sẽ để cho dung dịch thẩm thấu trên bề mặt da tầm 10 đến 15 phút. Sau đó chúng ta kết hợp thêm một loại chất kèm theo, đó là chất làm bóng và giữ bóng đồ da, và ủ 15 đến 20 phút, và chúng ta xử lý làm thơm bên trong bề mặt áo da là đã đảm bảo và kết thúc một chu trình làm sạch áo da đơn giản mà không cần phải sử dụng tới chất liệu, tới thiết bị máy giặt khô mọi người nhé. Thì mọi người có thể tham khảo cách này và áp dụng để giặt tại đơn vị nhà mình khi mà trang thiết bị giặt khô nhà mình chưa có, cũng như là khách yêu cầu chúng ta giặt đồ ra cũng như làm mới đồ ra anh chị nhé. Chúng ta lưu ý rằng là sẽ làm sạch cũng như là tới tất cả các tiết diện của bề mặt áo da để áo da có thể mang lại cái chất lượng dịch vụ tốt nhất, chiếc áo da được phủ đều cũng như là làm sạch sạch nhất có thể. Sau khi thời gian mà áo da chất liệu làm sạch áo da nó đã thẩm thấu sâu vào bên trong bề mặt da, sạch đồ rồi, sạch những vết bẩn bụi bặm bám trên bề mặt da rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm đó là chất liệu làm bóng áo da. Thì chúng ta sẽ chấm trực tiếp cái dung dịch làm bóng đồ áo da phủ lên trên bề mặt áo da một lớp như thế này anh chị nhé. Chúng ta sẽ phủ đều lên tất cả các điểm của áo da. Đấy, thì cái dung dịch này sẽ có tác dụng đó là làm mềm và làm bóng áo da, bóng bề mặt da. Chúng ta phủ đều lên, thẩm thấu lên bề mặt da này. Đấy. Và chúng ta để sau 10 đến 15 phút thì cái chất liệu đã phủ bóng lên bề mặt da rồi và chúng ta mang sử dụng. Đấy, mọi người có thấy cái sự khác biệt giữa giữa khi mà mình vừa mới phủ bóng và khi mà mình chưa phủ bóng ạ. Đấy, bề mặt da khác nhau hoàn toàn anh chị nhé. Hỗ trợ giặt nà mình vừa giới thiệu đến tất cả mọi người cách để chúng ta xử lý áo da đơn giản nhất tại khu vực nông thôn cũng như là tất cả các tiệm giặt anh chị mới làm đang là băn khoăn tìm hiểu cách để chúng ta xử lý giặt đồ áo da, thì anh chị có thể tham khảo qua cái video mà em chia sẻ mọi người nhé. Thì mọi người xem hết video thì hãy ấn đăng ký và đừng quên ấn vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Hỗ Trợ Giặt Nà. Em sẽ chia sẻ tới tất cả mọi người rộng hơn nữa những kiến thức, những vấn đề liên quan đến ngành giặt nà để anh chị có thể tham khảo và làm tốt hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.